Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo trong series tìm hiểu về những đồng tiền của Việt Nam thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về tờ giấy bạc 5 đồng in năm 1948 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành. Và tờ tiền này cũng là một trong những tờ tiền duy nhất của Việt Nam in theo chiều dọc của tờ giấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy chiều dọc của nó đây. Nó tạo nên điểm khá đặc biệt ở trên tờ tiền này. Mặt trước của tờ tiền vẫn là hình ảnh của chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh gần như là chính giữa tờ tiền. Giấy bạc 5 đồng ở phía dưới. Và dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía trên ảnh bác. Còn ở trên cao nữa đó là dòng chữ Hán cũng thể hiện nội dung là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mệnh giá 5 đồng in ở 4 góc của tờ tiền. Và ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ Hán ở đây ạ. Đây chính là dòng chữ thể hiện mệnh giá viết bằng chữ Hán. Và điểm đặc biệt của tờ tiền này, khi các bạn xoay ngang tờ tiền sẽ nhìn thấy những dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa siêu nhỏ in ở trên tờ tiền thể hiện bảo an ở tờ tiền đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa siêu nhỏ ở trên tờ tiền. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây cũng chính là một nét khá đặc biệt ở trên tờ tiền này. Và giao diện đằng sau của tờ tiền đó chính là hình ảnh của hai mẹ con đang ôm bó lúa, với người mẹ mặc trang phục của phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ thời xưa, người con của bà, 5 đồng. Mệnh giá 5 đồng ở đây thì hai bên có hai hình ảnh của hai con rồng cách điệu. Và điều đặc biệt ở trên những đồng tiền trước năm 1951 thì đều có dòng chữ theo sắc lệnh của chính phủ Việt Nam, kẻ nào làm giả hay có hành vi phá hoại tờ giấy bạc của chính phủ sẽ bị trừng trị theo quân pháp. Tờ tiền giấy bạc 5 đồng. Và bạn muốn biết thêm về những đồng tiền nào khác, hãy để lại bình luận ở phía dưới video để mình có thể chia sẻ thêm các đồng tiền cho các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.